để bắt đầu tiết mục ảo thuật thì mình cần một người tình nguyện. Mời bạn của anh. Hello, ok. Với tiết mục này thì mình sẽ thực hiện với một cuốn sách. Như bạn thấy, bạn có muốn kiểm tra cuốn sách nhìn mình hoàn toàn bình thường đúng không? Bình thường. Ok. Bây giờ mình muốn khi mình kéo đây nè, bạn lấy dừng lại ở một trang bất kỳ. Bạn hiểu ý mình không? Okay. Mình sẽ không nhìn nhé. 1, 2, 3. Dừng. Ở đây đúng không? Đúng. Bạn có muốn đi tiếp hay là dừng ở đây luôn? Dừng đây. Dừng ở đây luôn. Vậy bạn hãy ghi nhớ cái số trang mà bạn đã dừng lại. Ok. Ok, có chưa? Rồi mình sẽ đóng cuốn sách lại nhé. Ok. Bây giờ mình muốn bạn ghi ra cái số trang đó ở trên giấy và không cho mình thấy. Cả hai trang được luôn. Một trang bất kỳ bạn muốn. Ok. Ok, và úp tờ giấy xuống. Chỉ mình bạn biết số trang đó không? À, thì xong rồi. Ok. Bạn có biết xé sách không? Mình á, bây giờ mình muốn bạn là xé đôi quyển sách này ra. Và không phải là để ngang như vậy xé, cũng không phải là dở trang ra như vậy và xé như thế này, mà mình muốn bạn xé theo hàng dọc như thế này. Bạn xé giúp mình với. Okay. Nổi không? Nổi không? Không. Không nổi đâu. Đây để mình giúp bạn nhé. Làm lại, bạn muốn xé không? Xé không được đâu đúng không?
cầm đi. Sau 3 tiếng đếm, bạn đếm luôn để cho dễ dàng. Ok, bạn hiểu ý mình không? Ok, mình không hiểu ý rồi. Ok. Ok, bây